Sáng ngày 8 tháng 6, Đảng ủy Quân sự huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2022. Sự hội nghị có đồng chí Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện dự chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt, triển khai, tổ chức, thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu. Nổi bật là chủ động tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu chất lượng giao quân năm 2022, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội nhân dịp các ngày lễ, Tết. Quán triệt, tổ chức, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về công tác sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức ra quân huấn luyện được 16 trên 16 xã thị trấn đạt 100% kế hoạch. Đến nay, Đảng ủy Quân sự huyện đã làm tốt công tác xét duyệt hồ sơ theo quyết định số 49-62 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức thăm hỏi, động viên quân nhân trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với các lực lượng tuần tra giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, Đảng ủy Quân sự huyện đã làm tốt công tác xét duyệt hồ sơ theo quyết định số 49-62 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức thăm hỏi, động viên quân nhân trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với các lực lượng tuần tra giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với quản lý, định hướng tư tưởng, đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Quân sự huyện Tân Lạc đã đạt được. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí đề nghị Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ đã xác định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong quần chúng nhân dân, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động tham mưu phối hợp các ban ngành của huyện tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tích cực đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12.